Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau ở chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là các thông tin đáng chú ý trong chương trình 60 giây sáng đầu tuần hôm nay. Trường nghề cánh cửa tương lai rộng mở với nhiều sinh viên. Người thay đổi giá trị cho trái xoài cao lãnh. Những thành viên tuổi trên 70 vẫn đốt cháy sân khấu tại London. Và tay đua 21 tuổi người Phần Lan giành chiến thắng thuyết phục ở Rally Kenya. Thưa quý vị, không kén đầu vào, học phí thấp, có việc làm ngay khi ra trường. Đó là những lợi thế mà trường nghề đem lại cho các học viên. Bên cạnh đó, các trường nghề cũng ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Học trường nghề không đơn thuần là học nghề. Khi tốt nghiệp, học viên vừa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa có bằng nghề. Em quyết định đi học nghề để vụ giúp ba một phần là vụ giúp ba mẹ, với một phần là có thể học và tự đi làm được. Nó rất là phong phú về những cái môn học á, nó theo sát theo cái ngành mà mình chọn. Em đang còn trong quá trình học với lại trường á, thì em đã đi làm ở ngoài rồi. Đầu vào có thể là yếu một chút, nhưng mà đầu ra thì các em phải tương đồng với nhau. Hiện nay các trường nghề đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc đầu tư các quy mô trang thiết bị dạy học. Chất lượng trình độ đội ngũ giảng viên cũng được chú trọng. Trong quá trình các bạn học tập đây, các bạn phải được thực hành liên tục, cọ sát với những tay nghề từ những giảng viên là những người thành công trong nghề nghiệp. Bên cạnh đó, những cái kỹ năng nghề nghiệp khác như là ngoại ngữ và kỹ năng đào tạo mềm. Thời điểm hiện nay, học viên ra trường có thể đi làm ngay, cho thấy các trường nghề đang đi đúng hướng. Các em học sinh vẫn có nhiều sự lựa chọn, đảm bảo về kiến thức và nghề nghiệp cho tương lai. Hiện nay giá xăng tăng cao thậm chí chưa hẳn là điểm dừng đã khiến 2/3 tàu cá ở cảng cá Định An thuộc thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh phải nằm bờ. Đây cũng là tình hình chung cho nghề cá Việt Nam nói chung tại thời điểm hiện nay, ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh. Có mặt tại cảng cá Định An những ngày này là hình ảnh tàu thuyền nằm bờ dài hàng cây số như thế này. Trên bờ là hình ảnh ngư dân và bạn thuyền làm những công việc thời vụ để chờ mong sớm được nhổ neo vươn khơi đánh bắt cá. Giá dầu năm nay là quá trời là mừng, nó thẳng là không bao giờ có lợi nhuận, tôi buộc phải chạy cầm chân đang nuôi bạn. Nhiên liệu thường chiếm từ 45-60% chi phí đầu vào cho sản xuất của tàu cá khai thác thủy sản. Giá nhiên liệu tăng đã đẩy giá các mặt hàng khác phục vụ khai thác thủy sản tăng theo từ 10-15%. Kết quả là chi phí đầu vào khai thác thủy sản đội lên từ 35-48%, trong khi giá bán đầu ra lại tăng không đáng kể. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Bộ đã kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho thuyền viên tàu cá. Hoạt động này nó giúp cho ngư dân là tháo gỡ một phần khó khăn, động viên ngư dân là an tâm bám biển. Theo đó, thuyền viên làm việc trên tàu cá tạm ngừng hoạt động sản xuất do giá xăng dầu tăng được hỗ trợ theo mức lương tối thiểu dùng theo Nghị định 90/2019. Tức khoảng từ 3 đến 4,4 triệu đồng một người trong vòng 6 tháng. Việc hỗ trợ này cần được thực hiện gấp để phù hợp với tình hình thực tế, tránh trường hợp khi chính sách có hiệu lực thì không còn đối tượng để hỗ trợ. Tiếp theo là một tấm gương nhà nông đầy tinh thần sáng tạo ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Anh chính là người sáng tạo thành công xoài bao chữ phục vụ nhu cầu trái cây chưng Tết và tăng đáng kể giá trị trái xoài quê hương. Thêm vào đó thì anh còn là người đi tiên phong và vận động các nông dân khác cùng nhau xây dựng mã số vùng trồng đáp ứng nhu cầu hội nhập thế giới. Khi thấy nhiều nông dân sáng tạo thành công việc khắc chữ trên bưởi, dưa hấu, anh Quỳnh Thanh Khoa đã thử mày mò khắc chữ trên trái xoài tại vườn nhà mình. Trong một lần tình cờ xảy ra lỗi nhỏ trong việc bao trái xoài, làm anh phát hiện ra quy luật phản xạ ánh sáng tự nhiên. Từ đó anh mày mò cắt dán, bao xoài nổi chữ trên trái xoài Đài Loan. Mỗi trái xoài giá bán ra lên đến hàng trăm ngàn đồng. Vườn xoài của anh Khoa cũng là một trong những diện tích canh tác có mã số vùng trồng đầu tiên tại đây. Con tôi đặt thêm là chữ tài lộc hoặc phát tài hoặc phát lộc, cái chữ ngắn nó nhỏ mình dễ làm. Còn hai chữ thì với cái bản đồ này, bản đồ quá lớn với nó dài diện tích trái xoài không cho phép, mình ấy phải lựa những trái xoài bự. Con ở trên địa bàn xã thì chủ yếu là xoài, thì vì vậy thì cái việc mà cấp mã vùng thì nó sẽ thuận tiện. Mở rộng diện tích sản xuất được cấp mã số vùng trồng là một bước đi cần được triển khai nhân rộng trong thời gian tới, để những khu vườn xanh mát, thân thiện với người sản xuất, an toàn với người tiêu dùng trên địa bàn Đồng Tháp ngày một nhiều hơn. Không dùng cọ cũng không cần đến màu, từ những mảnh vải nhỏ li ti, đủ các màu sắc chất liệu, nữ họa sĩ này đã hoàn thành những tác phẩm cỡ lớn có giá lên tới hàng ngàn đô la.
Tác phẩm của những bức tranh độc nhất vô nhị này chính là họa sĩ Thanh Thục, người tiên phong sáng tác tranh cắt vải ở Việt Nam. Họa sĩ Trần Thanh Thục đến với tranh vải một cách rất tình cờ. Khi còn nhỏ, trong một lần về Nam Định, thấy những miếng vải dụng đẹp bỏ đi, bà đã thử ghép vào thành một bức tranh phong cảnh làng quê. Được gia đình ủng hộ, bà bắt đầu dùng vải để sáng tác tranh, không kém gì các chất liệu sơn dầu, lụa hay sơn mài. Nó chỉ là sắc, những cái sắc mà được in ở trên vải. Tôi không bao giờ thêm một cái họa phẩm nào vào. Chưa bao giờ tôi vẽ thêm một cái nét bút màu nào vào. Chưa có một mảnh giấy nào và cũng chưa có một cái phụ trợ nào ngoài vải cả. Suốt khoảng 40 năm, nữ họa sĩ đã bền bỉ với lối đi riêng trong nghệ thuật. Bà cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê để cho ra đời những bức tranh ngợi ca Việt Nam. Và hy vọng rằng ngày càng nhiều người yêu hội họa, yêu cái đẹp, mở lòng đón nhận những bức tranh vải độc đáo này. Ở phần an ninh trật tự, Công an Bình Dương bắt đối tượng cho vay lãi nặng trên 2.000% một năm. Và bị ô tô lấn, người lái xe máy lao xe vào lề và gãy chân trái. Mở đầu phần an ninh trật tự, Công an Hậu Giang vừa bắt tạm giam nghi can Đặng Văn Bào, 31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, tổng giám đốc công ty Hồng Ân để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, hôm 26 tháng 6, lực lượng đã bắt thêm bạn gái của y là Huỳnh Ngọc Lài, 22 tuổi, về cùng hành vi. Cơ quan điều tra xác định Lài sử dụng một hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả, thế chấp cho một người dân ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, để vay hai lần tiền, tổng cộng 350 triệu đồng vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022. Bước đầu đối tượng khai nhận hợp đồng giả do Bào làm đưa cho Lài ký. Sau khi lấy được tiền, Lài giữ và dùng hết vào việc trả nợ, đặt cọc đất nền. Trước đó vào ngày 19 tháng 5, Đặng Văn Bào bị phát hiện sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt 700 triệu đồng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Bào, cơ quan điều tra thu giữ máy làm con dấu, nhiều con dấu, mực cùng một số vật dụng, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 26 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Bá Thụy để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm 2020, Thụy nhiều lần cho chị Phan Ngọc Thụy vay tiền với lãi suất từ 6 đến 24% một ngày, tương ứng 2.160% đến 8.640% một năm. Chu kỳ lấy lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng. Ban đầu chị Thụy vay của Thụy số tiền 90 triệu đồng, nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay. Riêng tổng số tiền lãi Thụy thu cho đến nay là gần 4 tỷ đồng. Cho đến nay, chị này còn nợ Thụy số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Hôm qua nhận được tin báo, Công an thành phố Bến Tre bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phường Phú Khương. Tụ điểm này do Trương Phước Thành, sinh năm 1970, ngụ Bến Tre, làm chủ. Khi thấy lực lượng chức năng ập vào, nhiều con bạc đã xô đẩy nhau, chạy tán loạn. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ và mời làm việc 22 đối tượng, đồng thời tạm giữ 9 con gà đá, 20 cặp cửa sắt, 24 điện thoại di động, cùng với số tiền gần 300 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Tối 26 tháng 6, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi xe máy bị ô tô lớn nên lao vào dải ta luy của cầu Tân Hương. Hậu quả là một người nhập viện cấp cứu. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 20 giờ 15 phút, xe máy do một người đàn ông chưa rõ tên tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe vừa lên dốc cầu Tân Hương, địa bàn xã Tân Hương, có hai xe ô tô cũng đang lên cầu. Do đường hẹp nên một xe lấn vào xe máy khiến người đàn ông bị mất kiểm soát, xe hai bánh lao vào dải ta luy cầu. Người đàn ông bị văng trở ra ngoài đường, chân bên trái bị gãy và dập nát, được đội thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 26 tháng 6, trên quốc lộ 1A, xe cẩu kéo xe cẩu khác, mất kiểm soát, hất tung giải phân cách rồi lao sang phần đường ngược lại. Vụ việc xảy ra tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, may mắn không có thương vong. Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, một xe cẩu kéo theo một xe cẩu khác phía sau đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng đi từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn phường Tân Khánh, thì bất ngờ mất kiểm soát,
hất tung hai dải phân cách bê tông trên quốc lộ, rồi tiếp tục lao sang phần đường ngược lại. Xe được cẩu kẹt lại tại các dải phân cách. Do thời điểm xảy ra tai nạn, công nhân ở khu công nghiệp Tân Hương tan ca, hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau kéo dài trên đường. Nhà xe đã nhanh chóng di dời phương tiện đi khoảng 500m. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Tàu chở hàng đã kéo còi khi đi qua đường ngang dân sinh, nhưng tài xế xe du lịch vẫn cố băng qua đường ray. Hậu quả xe con đã bị tàu kéo lê hơn 10 mét. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 26 tháng 6 tại đường ngang hướng vào Bệnh viện Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vụ tai nạn khiến ô tô bị hư hỏng nặng, nằm ngang đường ray tàu. Rất may, tài xế xe con và con trai vẫn toàn mạng. Theo ghi nhận, tại đường ngang đã có biển cảnh báo chú ý quan sát tàu quả. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường. Chuyến tàu tiếp tục hành trình về ga để phục vụ công tác điều tra. Một xe cẩu được điều tới di chuyển xe bốn bánh ra khỏi khu vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong phần thế giới cập nhật, điều tra cái chết bí ẩn của 22 người trong quán rượu ở Nam Phi. Và nghề vẽ thủ công trên gốm sứ đang dần mai một ở Trung Quốc. Mở đầu phần thông tin thế giới, ít nhất 22 người đã chết tại một quán rượu ở thành phố East London, phía nam của Nam Phi. Nhà chức trách nước này vẫn đang điều tra vụ việc dẫn đến những cái chết bí ẩn này. Vụ việc xảy ra tại quán rượu Enyo Beni của thành phố East London. Theo một số nguồn tin địa phương, các nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 18 đến 20. Các thi thể nằm gục trên bàn ghế hay sàn nhà và không có dấu hiệu bị thương bên ngoài rõ ràng. Nhà chức trách cũng đã loại trừ nguyên nhân giẫm đạp dẫn đến thiệt mạng. Hiện các thi thể đang được khám nghiệm và làm các xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm độc tố để tìm hiểu nguyên nhân tử vong. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, nhưng cũng tỏ ra quan ngại về độ tuổi của các nạn nhân, mà có thể có những người còn chưa đủ 18 tuổi. Sau vụ việc, người dân sống trong khu vực giận dữ và muốn đóng cửa quán rượu này ngay lập tức. Theo họ, đây là nơi nhiều thanh niên lui tới và quán đã bán rượu cho trẻ vị thành niên. Vẽ thủ công trên gốm sứ từng rất thịnh hành tại nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng nay dần biến mất do sự phát triển của công nghệ. Tại Hồng Kông, chỉ còn duy nhất một xưởng sản xuất đồ gốm sứ vẽ tay. Hai nghệ nhân vẽ gốm sứ cuối cùng của nhà máy này đều đã hơn 80 tuổi. Trong đó, ông Joseph So là truyền nhân đời thứ ba của người sáng lập cơ sở từ năm 1928. Hồng Kông từng là công xưởng gốm sứ của thế giới. Xuất khẩu gốm sứ bùng nổ từ thập niên 1960 đến 1980, giữa đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới. Các sản phẩm của họ phản ánh cuộc sống, kinh tế bùng nổ của đặc khu ở thời điểm đó. Chúng kế thừa các nét vẽ hoa văn truyền thống của Quảng Châu, Giang Tây. Rất nhiều nghệ nhân đại lục đã lập nghiệp ở Hồng Kông. Công ty nổi tiếng với những sản phẩm sứ Canton Rose được sơn bằng loại bột màu có tên Si Hồng, là hỗn hợp độc đáo của oxit chì, thạch anh cũng như bụi vàng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã cho ra đời nhiều sản phẩm gốm sứ tinh xảo hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Lễ hội thần mặt trời Inti Raymi vừa được tổ chức trở lại ở Cusco, từng là kinh đô của đế chế Inca. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất ở Peru diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Trong trang phục đỏ cùng áo choàng và dương miệng vàng, hoàng đế Inca được rước đến pháo đài đá Sacsayhuaman. Dưới nắng rực rỡ, hơn 700 diễn viên hóa thân thành các nhân vật lịch sử để đón vị vua của mình. Trước đó, người ta tổ chức buổi dân lễ tại quảng trường trung tâm thành phố Cusco, giới thiệu bằng 4 thứ tiếng. Đồ cúng cho Pachamama, tức đất mẹ, bao gồm bắp, lá coca, đồ uống lên men truyền thống Chicha và khoai tây nhằm cầu chúc một mùa màng thuận lợi. Sau 2 năm đại dịch, ta lại được lễ lạc tại Cusco, mà đặc biệt là lễ hội Inti Raymi với 100% công suất. Inti Raymi được tổ chức vì tháng này trời lạnh. Người Inca tin rằng thần mặt trời đã đi mất. Họ tổ chức buổi lễ để thần quay lại. Hoàng đế Pachacutec đã lập nên sự kiện quan trọng nhất của người Inca vào năm 1430. Lễ hội xưa thường kéo dài 15 ngày, nơi người ta hiến tế động vật và nhảy múa. Trước hàng chục ngàn người hâm mộ, ban nhạc The Rolling Stones đã tổ chức show diễn kỷ niệm 60 năm thành lập tại London. Giọng ca chính Mick Jagger mang đến màn trình diễn vô cùng máu lửa ở tuổi 78. Show diễn có tên 60 và nằm trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc thường niên British Summertime Hyde Park ở thủ đô London.
Tại buổi diễn, những hòn đá lăng tái hiện ca khúc làm nên tên tuổi hàng thập kỷ qua. Bên cạnh Mick Jagger, còn có hai thành viên Ronnie Wood và Keith Richards cùng tay trống mà nhóm hợp tác là Steve Jordan. Trước đó, vì Mick Jagger mắc Covid-19 mà nhóm phải hủy show diễn ở Thụy Sĩ và Hà Lan trong tháng 6, sức khỏe của ông hiện đã ổn. Sau London, The Rolling Stones sẽ tiếp tục tour diễn vòng quanh châu Âu. Ban nhạc The Rolling Stones thành lập năm 1962. Tiếp theo là các thông tin thể thao vừa diễn ra trong đêm và rạng sáng nay. Anh Thế Hưng sẽ trình bày ngay với quý vị. Xin mời Thế Hưng ạ. Xin cảm ơn Vĩnh Phú và Mai Anh. Và trong phần tiếp theo đây. Team Kaiser thắng lớn ở giải Motocross Indonesia. Và giải đua trâu được tổ chức trở lại sau 2 năm dịch bệnh. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và rất mong quý vị hãy tiếp tục đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin được cập nhật trong ngày. Chúc quý vị một ngày làm việc đầu tuần thuận lợi, tốt đẹp. Xin kính chào, tạm biệt.